quý khách, hôm nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ lên kính xuống kính tự động dành cho dòng xe Tucson. Bộ này có chế độ chống kẹt. Chúng ta ra khỏi xe thì bấm khóa cửa thì tự động các kính sẽ đi lên, phòng chống cái việc quên không lên kính, trời mưa nó sẽ gây tổn thất cho xe, đồng thời là ruồi muỗi bay vào hoặc là có thể mất đồ trong xe hoặc thậm chí mất xe. Ngoài ra có chế độ hé kính 3cm hoặc 5cm, xe đang ở chế độ hé khóa để chúng ta hé kính có thể ngủ được trong xe hoặc thoáng xe. Chúng ta điều khiển xuống kính từ xa bằng phím mở khóa mở thì các kính sẽ đi xuống. Ngoài ra thì một chạm tại tất cả các cửa, vị trí nào cũng cửa phải, cửa trước, cửa sau đều có chế độ một chạm lên, một chạm xuống. Ngoài ra thì chúng ta có cả chế độ chống kẹt, khi kính đang đi lên chúng ta cho tay vào thì với một lực nhẹ thì kính sẽ dừng lại. Sau đây mình hướng dẫn cái cách lắp đặt. Đây là bộ lên kính xuống kính mà đã được chúng tôi lắp đặt. Đơn giản thôi, đây là bộ điều khiển. Cụm dây này sẽ ra và cắm rắc chuyển đổi vào module theo xe. Nguyên bản theo xe thì đây là module rắc cắm theo xe này. Đấy, đây là rắc cắm theo xe nguyên bản. Thì chúng tôi chỉ việc cắm cái này, cắm cái bộ của chúng tôi chuyển đổi vào vị trí này. Xong cái nút này chúng ta cắm vào vị trí tắp ly cửa. Đồng thời rắc cắm tại vị trí motor lên kính xuống kính cũng vậy. Đây là motor lên kính xuống kính, chúng tôi cũng chỉ việc cắm rắc chuyển đổi hoàn thành. Bộ này sẽ phải kết nối hai dây. Dây tím là dây tín hiệu mở cửa và dây màu xám là dây tín hiệu khóa cửa. Thì em quay gần đây. Theo như theo xe thì cái dây tím sẽ được đấu vào dây màu cam to này là dây tín hiệu khóa cửa. Còn dây xám sẽ đấu vào tín hiệu dây màu hồng nhạt này là tín hiệu mở cửa. Đấy, chúng ta có thể dùng cái ghim này cho nó bấm. Rất đơn giản thôi, có thể không cần phải chích dây, ghim bấm mà có thể chuyển được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện bộ này. Nước vào như con xe vít kia thì chết. Chúng ta sẽ cuốn lại dây cẩn thận. Chúng ta tiến hành lắp đặt. Đây chúng ta cho gọn lại, cuốn gọn lại. Chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt. Tiến hành lắp đặt tại táp lô là chúng ta sử dụng thôi.